sáng. Huệ bánh chuối các bạn ở đây. Hôm nay yêu màu. Yêu màu xanh chuối. Bánh chuối, xanh chuối đây. Chúng tôi đang trên đường đến các bạn cầu kính này. Một địa danh cầu kính của Trương Gia Re. Đi trước là bộ màu cam huyền thoại của bạn Jun. Và xa xa thì là màu đen nổi bật với quần dàn đi nổi tiếng của Army quân đội. Theo như phiên dịch của một bạn mới sang thì bạn ấy nói là vô lý chuyện. Bài gái xinh gái qua đây. Anh nói động lực động viên cho bạn. Cầu kiếng đông bá đạo luôn. Đông đông đông. Con người là người đông. Đây là dưới, cái này là bậc thang. Đây là chân. Rồi. Cố xin bảo là không chụp ra được hình. Thôi bà Tiên thì bà chụp được tí, bà làm hẳn ra. Đây, kết thúc hành trình thăm cầu kính. Thất vọng tràn trề, chẳng có cái gì vui. Mẹ đủ má. Xong lại còn giờ xe bớt. Thấy chưa? Chẳng ra cái gì cả, chán kinh gì được. Chẳng có gì đâu, bị nổi hết. Vừa lấy mình còn bị mất con vịt ở bóng bóng mất 10 tệ. À mẹ mấy bà già, chỉ được cái sức khỏe này á. Chá thì giải quyết được vấn đề gì. Nói thôi đoạn này cắt, cắt lên chứ không có nghe lấy đâu. Lấy hình thôi. À Hảo, Hảo có lời khuyên gì cho một số các bạn sẽ đến chung nhà giới không? Chẳng có cái mẹ gì mà tốn tiền. Hiểu mẹ. Không phải muốn về sao bớt. Đi trên gần chết. Thôi cảm ơn. Đi đái, đái đấy chứ. Phải có mất công đi đái nữa. Chẳng mệt. Các sản đi ngoài người đó thì chẳng biết gì cả. Ờ, tan hôi, ngừng mùi người thôi. Chứ nói với ai mà bị viêm nang bổn cánh ấy thì mệt.